Cách để có làn da sáng hơn trong 2 tuần. Bạn có thể có một làn da khỏe mạnh và trẻ trung với bất cứ một tông màu da nào, cho dù bạn muốn cải thiện trước da sạm màu do phơi nắng hoặc do tuổi tác, hay chỉ đơn giản là muốn có một làn da trắng sáng hơn. Y học ngày càng có nhiều phương pháp điều trị rất tốt, ngay cả khi thiên nhiên cũng đem lại cho bạn những giải pháp hữu hiệu. Dùng các liệu pháp tự nhiên. 1. Trộn nước cam với bột nghệ. Vitamin C trong quả cam rất cần thiết cho một làn da khỏe mạnh. Đây cũng là chất tẩy trắng tuyệt vời nhờ acid citric. Trộn 2 thìa canh nước cam với nửa thìa cà phê bột nghệ. Phết hỗn hợp lên da sạm màu hoặc toàn bộ gương mặt nếu muốn. Để nguyên như vậy qua đêm, sáng hôm sau rửa lại với nước. Thực hiện cách này mỗi ngày để có một kết quả tốt nhất. Nhớ phủ lên bề mặt các vùng da cần làm sáng màu. Nhớ rằng nghệ sẽ để lại màu, do đó da của bạn có thể là màu vàng hoặc màu rám nắng ngay sau khi thoa hỗn hợp, trái với tác dụng mà bạn đang tìm kiếm. Đừng lo, khi tác động này mất dần, làn da của bạn sẽ sáng màu hơn nhờ axit trong hoa quả và nghệ. 2. Trộn vỏ cam khô với sữa chua. Bạn có thể dùng hỗn hợp này như mặt nạ để làm sáng toàn bộ da. Đầu tiên bạn cần làm khô vỏ cam, sau đó xay thành bột mịn và trộn với sữa chua trắng. Phết hỗn hợp lên mặt và để yên khoảng 20 đến 30 phút, sau đó hãy rửa sạch bằng nước, thực hiện mỗi tuần từ 2 đến 3 lần. Acid lactic trong sữa chua và acid citric trong vỏ cam là chất tẩy trắng tự nhiên. 3. Trộn 1 thìa cà phê mật ong, 1 thìa cà phê nước cốt chanh, 1 thìa canh sữa bột và nửa thìa cà phê dầu hạnh nhân. Thoa hỗn hợp lên da và để yên khoảng từ 10 đến 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh, đắp mặt nạ này 2 ngày một lần. 4. Làm mặt nạ bằng bột đậu ram. Bột đậu ram hay còn gọi là đậu gà hay đậu be xanh, được làm từ đậu gà xay ở Ấn Độ. Liệu pháp này thường được dùng để tẩy da chết và làm sáng màu da. Bạn hãy trộn 2 thìa canh bột ram, 1/4 thìa canh bột nghệ và 2 thìa canh sữa. Trộn đều các nguyên liệu cho đến khi thành một hỗn hợp sánh mịn. Phết hỗn hợp lên mặt và cổ để nguyên trên da khoảng 20 đến 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Bạn cũng có thể dùng hỗn hợp này cho cơ thể, sử dụng hàng ngày để có một kết quả tốt nhất. Làm sáng da tạm thời. 1. Khôi phục trào lưu của thế kỷ 18 và 19 tại Pháp. Nước da trắng từng rất thịnh hành ở Pháp trong những năm 1700 và 1800. Vì vậy, các quý bà quý cô thượng lưu thường dùng những mỹ phẩm để làm nhạt màu da. Ngày nay chúng ta có thể học được từ sai lầm của họ. Họ thường dùng mỹ phẩm được điều chế từ gì? Bạn có thể thay thế bằng những liệu pháp an toàn như sau. Thay vì dùng mỹ phẩm cùng màu da mặt, bạn hãy chọn màu kem nền sáng hơn màu da một tông. Nhớ sử dụng cả kem che khuyết điểm và phấn phủ sáng hơn màu da một tông. Tán đều xuống hàm và cổ để mỹ phẩm phai màu dần, và vì tạo thành một đường ranh giới rõ ràng giữa nước da trắng và xanh trên mặt và vùng da cổ sẫm màu hơn, hay tốt hơn là mặc áo cổ lọ hoặc choàng khăn. Bạn cũng có thể thử một phiên bản của chiến thuật này mà không phải tốn hàng đống tiền mỹ phẩm, bằng cách dùng phấn phủ có màu sáng hơn màu da, phủ phấn lên lớp kem nền và kem che khuyết điểm. Nếu thích, bạn có thể cân nhắc mua kem nền và kem che khuyết điểm sẫm màu hơn. 2. Tận dụng phong cách trang điểm tàu khói. Hầu hết những nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng đang theo trào lưu gọi là highlight hoặc lấp lánh. Tùy vào kỹ thuật trang điểm, bạn có thể áp dụng phong cách này để giúp cho nước da sáng hơn tạm thời. Kỹ thuật tạo khói sử dụng mỹ phẩm để đánh được những làn da sẫm màu hơn tại những vùng cần thấp xuống, chẳng hạn như dưới xương gò má và dọc hai bên sống mũi, đồng thời đánh các vệt sáng màu hơn tại những vùng cần cao lên một chút và bắt ánh sáng như hai gò má, sống mũi hoặc trán. Sau đó bạn cần tán màu thật cẩn thận, sao cho không nhìn thấy rõ ràng những vệt màu được đánh ở trên vùng này, nhưng vẫn có hiệu ứng tinh tế giúp tăng nét sắc sảo trên gương mặt. Học các kỹ thuật tạo khối qua bài viết hữu ích này của WikiHow. Nhưng khi đi mua mỹ phẩm, bạn hãy chọn tông màu hơi sáng hơn các sản phẩm bình thường mà bạn vẫn mua. Trang điểm bằng kỹ thuật tạo khối, nhưng mỗi bước là sử dụng màu sáng hơn một hoặc hai tông so với mỗi khi. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu việc đánh kem nền lên toàn bộ khuôn mặt với tông màu sáng hơn màu da 1-2 tông. Sau đó, khi tạo được khối nhưng ở vùng tối, bạn hãy dùng màu tiệp với màu da tự nhiên trên mặt. Thay vì dùng tông màu tối hơn, hãy dùng màu sáng hơn và nổi hơn trên màu sáng của một tông, thậm chí hai tông so với màu thoa lúc đầu để cho da nổi bật.
Điều quan trọng là dùng màu hợp với phần da còn lại. Nếu da của bạn có tông màu lạnh, bạn hãy nên chọn các sản phẩm dành cho da có tông màu lạnh. Nếu là tông màu ấm, bạn cần chọn sản phẩm dành cho da có tông màu ấm. Nếu không, phong cách tạo khối sẽ khiến cho mặt của bạn trông như được sơn vẽ. 3. Dùng kem highlight. Nếu như muốn có hiệu ứng nhẹ hơn, bạn chỉ cần trộn kem highlight vào kem nền bình thường. Kem này chỉ sáng màu hơn một chút so với màu da thật của bạn, nhưng nhờ có ánh sáng lấp lánh rất nhẹ, nó sẽ giúp cho nước da của bạn sáng hơn dưới ánh sáng. Thử dùng kem bắt sáng Jolly Maran Argan Enlightenment Illuminizer Nude Illuminator hoặc một sản phẩm tương tự với nhãn hiệu mỹ phẩm yêu thích của bạn. Điều cốt yếu là chọn loại phấn highlight dạng lỏng có thể tán dễ dàng vào kem nền dạng lỏng, đồng thời có màu sáng hơn một tông so với màu da, nhưng có cùng một loại màu. Kết quả cuối cùng phải là một làn da rạng rỡ như một gương mặt vừa mới được làm ẩm. Nếu như thấy có vẻ như quá lấp lánh hoặc quá sáng bóng thì có lẽ là bạn đã thêm quá nhiều kem bắt sáng vào trong kem nền. Dùng các sản phẩm làm sáng da không cần toa của bác sĩ. 1. Thử dùng các loại lotion hoặc kem có chứa niacinamide vitamin B3. Thành phần hoạt tính này đang thịnh hành ở các nước châu Á, nơi mà làn da trắng sáng thường được ưa chuộng. Cũng như ở Mỹ và những vùng khác, nhiều một chất hỗ trợ làm phai màu các đốm đen và tông da màu tối. Bạn có thể mua serum niacinamide 5% qua mạng hoặc tại các cửa hàng sức khỏe và dinh dưỡng. Sản phẩm này được cho là có thể cải thiện độ đàn hồi của da cũng như tông của màu da. Bạn cũng có thể tìm các sản phẩm có chứa niacinamide như một phần hoạt tính. Một số nhãn hiệu được ưa chuộng có thể kể đến là K, Schoenwiller Megacy Duo, Radiance Serum, Philosophy, No Reason to Hide, Multi Imperfection, Transforming Serum hoặc Mishatam Revolution The First Treatment Essence. 2. Tìm vitamin C, chiết xuất dâu tằm hoặc chiết xuất từ rễ cây cam thảo. Các sản phẩm này rất thường có trong các sản phẩm làm trắng da của Hàn Quốc vì chúng có tác dụng ức chế quá trình sản xuất melanin trong da. Thử dùng Dremelau, Wylum Triple Bright, Thorough Mask hoặc Bitter Skin, Peripheral White Waterfall Toner. 3. Cân nhắc dùng các loại axit hoa quả khác. Chất axit trong hoa quả có tác dụng tẩy tế bào chết ở lớp da ngoài cùng. Thực chất cũng tương tự như quá trình lột da bằng hóa chất thật nhẹ dịu, giúp làm mờ các đốm sậm màu trên bề mặt da. Thử dùng Goda Lumina Plus Whitening Essence, Peter Thomas Raw Liquid Acid Hydrating Gel, Brand Glycoid Lattice Radiance Renewal Mask, hoặc Ole Harrison Lemon Sip Blast Beef. Dùng kem kê toa, lột hóa chất và laser. 1. Dùng kem tẩy trắng da. Phần lớn kem tẩy trắng da có chất Hydroquinone như một phần thành phần hoạt tính. Bạn có thể mua nhiều loại khác nhau có chứa 2% chất này hoặc với tỷ lệ thấp hơn tại hiệu thuốc. Tuy nhiên, bạn cần có các loại kem mạnh hơn mua theo toa của bác sĩ. Loại kem này có chứa từ 4-6% Hydroquinone, sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì hoặc theo khuyến nghị của bác sĩ. Nói chung, loại kem này thì không dùng quá 2 lần mỗi ngày. Như mọi loại thuốc khác, Hydroquinone cũng tiềm ẩn một số rủi ro, trong đó bao gồm lão hóa sớm, tăng rủi ro ung thư da. Đó là vì da được điều trị bằng Hydroquinone nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời, da bị biến màu, phản ứng dị ứng. 2. Cân nhắc phương pháp lột da bằng hóa chất. Lột da bằng hóa chất là một liệu pháp dùng các hóa chất thoa lên da, thường là trên da mặt khiến da bong ra. Tùy vào độ sâu thấm của da, phương pháp lột da bằng hóa chất gồm 3 liệu pháp: nông, trung, bình và sâu. Lột da nông sử dụng axit alpha hydroxy và chỉ thấm vào lớp ngoài cùng của da. Bạn nên chọn phương pháp này nếu như tình trạng sạm da chỉ ở mức độ nhẹ, thời gian hồi phục khoảng 1 ngày. Lột da trung bình sử dụng decolit hoặc axit Triloracetit thấm vào các lớp da và lớp giữa của da. Liệu pháp này thích hợp để điều trị da biến màu ở mức trung bình. Phương pháp này sẽ đi sâu hơn vào da, do đó thời gian hồi phục có thể mất đến 14 ngày sau điều trị một lần. Lột da sâu là thủ thuật xâm lớn nhất, vì vậy chỉ thích hợp cho những trường hợp da bị biến màu cực kỳ nghiêm trọng. Thủ thuật lột da sâu được sử dụng axit Triloracetit hoặc phenol thấm sâu vào lớp giữa của da, do đó phương pháp này có thể chỉ được thực hiện một lần trong cả đời. Thời gian lành lại cũng dài nhất từ 14 đến 21 ngày.
Cho dù là cách lột da nào thì cũng đều có những rủi ro, trong đó bao gồm việc hình thành sẹo và kích hoạt lại bệnh mụn sợp. 3. Dùng liệu pháp tái tạo bề mặt da bằng tia Wilkes NDEAG. Liệu pháp này hoạt động bằng cách nhắm vào khóa hệ những tế bào da không mong muốn bằng ánh sáng năng lượng cao. Sau đó, cơ thể sẽ sản sinh ra các tế bào mới và tăng cường sản xuất collagen, một trong các khối xây dựng tạo nên một làn da đẹp. Hoạt động này không làm tổn hại đến lớp ngoài cùng của da, cũng có nghĩa là bạn không cần thời gian nghỉ ngơi. Lịch điều trị khuyến nghị là 3 chu kỳ trong vòng khoảng 2 tuần. Bạn sẽ thấy kết quả rõ rệt sau một lần điều trị và cải thiện dần dần. Wilkes là biểu thị khả năng hoạt động của tia laser ở hai bước sóng 1064 nm hoặc tia hồng ngoại hoặc 532 nm. NDEAG biểu thị cho cấu trúc thủy tinh của tia laser là neodymium, dobber, yttrium, aluminium, gallium, có tác dụng phụ nhẹ, nhiều đỏ da có thể xảy ra nhưng thường được giải quyết trong vòng 30 phút trị liệu.